Con người nông dân xin kính chào quý khán giả bốn phương trong nước và ngoài nước. Kính thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay, Ngài Thích Minh Tuệ cùng với đoàn tu hành của chúng ta đã tiến vào thành cổ Huế. Vâng, mảnh đất Huế xinh đẹp và thân thương, dị gần, mến khách. Xin hân hoan chào đón Ngài Thích Minh Tuệ đáng kính cùng đoàn tu hành của chúng ta đến với mảnh đất cố đô anh hùng. Vâng, cố đô Huế của chúng ta là kinh đô của đất nước Việt Nam của chúng ta dưới triều Nguyễn của nhà vua Nguyễn Phúc Ấn, Hiệu Gia Long từ năm 1802 đến năm 1945, trải qua rất nhiều đời vua. Nào là chúng ta để ý là vua Minh Mạng này, vua Từ Đức này, vua Khải Định này, rồi vua Bảo Đại này, rất nhiều. Huế xinh đẹp và mộng mơ, bên dòng sông Hương thơ mộng, cầu Tràng Tiền trăm tuổi còn hiện hữu đó. Những cô gái với những chiếc nón bài thơ bay bay trong tà áo dài. Huế, nơi có chùa chiền miếu mộ kinh đô, với rất nhiều các lăng tẩm đồ sộ của các vua chúa mang kiến trúc của Á Đông, thể hiện kiến trúc nho giáo phát triển của Việt Nam chúng ta, đồng thời thể hiện tay nghề kỹ xảo điêu luyện của các bậc tiền nhân, nghệ nhân Huế. Huế, mảnh đất giao hòa giữa miền Bắc và miền Trung, nơi mà biết bao nhiêu nhạc sĩ, nghệ sĩ đã có những bài ca tuyệt vời. Trở lại Huế thương, Huế trong trái tim của cả nước. Nói đến kinh đô Huế, mảnh đất Huế thân thương, chúng ta không thể quên được những món ăn ẩm thực của Huế ở ven đường. Nói đến Huế, chúng ta biết đến bún riêu Huế, bún phở bò Huế, rồi phở gà Huế, cơm sườn Huế, đặc biệt là bánh căn Huế và bánh bột lọc Huế. Huế còn nổi tiếng với đặc sản mè sừng Huế không thể nào quên, đã đi khắp thế gian. Kính thưa quý vị, Ngài Thích Minh Tuệ nở nụ cười rạng ngời khi bước vào địa phận của tỉnh Thừa Thiên Huế tại xã Phú Hải, huyện Phong Điền, sau đó thì huyện Quảng Điền, với nét mặt tươi cười cầu phúc cho mảnh đất Huế nói riêng và Việt Nam nói chung mưa thuận gió hòa, dân chúng an lành, mùa màng bội thu, cỏ cây xanh tốt, mọi việc tốt lành. Nhìn đoạn đường đi qua Huế khá rộng rãi và thoáng mát, bên cạnh hai bên đường rất nhiều chùa chiền miếu mộ lăng tẩm với những cái hình thù uốn lượn của thế con rồng bay cao bay xa. Đó không những là nơi của các vị vua chúa của chúng ta, là được mệnh của con trời gửi tới tại miền đất Huế thân thương, mà còn là con rồng của Việt Nam bay cao bay xa trên bầu trời quốc tế. Kính thưa quý vị, Huế là kinh đô Phật giáo của Việt Nam với rất nhiều các tu sĩ, các bậc tăng nổi tiếng của Việt Nam. Huế là mảnh đất mà rất nhiều địa linh dân kiệt gắn liền với những cái giai thoại cổ tích về các cái vị vua chúa của mình cũng như các bậc tiền nhân. Ngày hôm nay, với sự phát triển chung của nền kinh tế Việt Nam, nền kinh tế Huế có sức tăng trưởng rất tốt. Huế là tỉnh có du lịch phát triển hàng đầu của Việt Nam chúng ta, với sự dịu dàng, ngọt ngào về văn hóa, ẩm thực, dân lam thắng cảnh, các di tích lịch sử, đặc biệt là kinh đô Huế, cố đô Huế, di sản vật thể của thế giới. Vâng, nét đẹp của Huế đã được bạn bè quốc tế biết đến. Vì vậy, Huế mộng, Huế mơ, Huế tuyệt vời nên thơ đã thu hút biết bao nhiêu con người thi sĩ về đây với sự lãng mạn hồn nhiên trong cái tiết trời. Có thể nói những ngày mùa hạ có mưa giạt rào và nụ cười tươi mới. Chúc đoàn tu hành an lạc thường lộ bình an. Chúc quý vị khán giả có những niềm vui cuối tuần. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.